Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em test 3 chiếc nồi cơm cho một bác khách ở trên Hà Nội để bác ấy xem. Chiếc thứ nhất là chiếc Panasonic cao tần áp suất 2B, sản xuất năm 2014. Đây là mẻ hàng em vừa mới nhập về. Em đang test hơi. Chiếc này là chiếc cao tần áp suất 2B, màn hình nét, sản xuất năm 2014. Em đang test nước, hơi bốc lên rất mạnh. Chiếc nồi này kín 100%. Và bên cạnh là chiếc thứ hai là chiếc Panasonic cao tần áp suất 2B, màn hình nét, sản xuất năm 2013, cũng là cái mẻ hàng em vừa mới nhập về. Chiếc 2013 này màu trắng, hình thức rất là đẹp. Và chiếc thứ ba là chiếc Panasonic cao tần áp suất, dung tích 1 lít, điện 100V, sản xuất năm 2017. Và chiếc nồi cũng rất là đẹp. Chiếc 24 này hơi kín 100%. Hơi nền rất là mạnh. Và chiếc 2013 này, hơi rất là kín, van áp suất xả hơi trên nắp nồi. Hơi bốc lên cuồn cuộn mà. Hai chiếc nồi Panasonic cao tần áp suất 2B, màn hình nét, cực kỳ kín luôn, giòn cực kỳ kín. Mọi chức năng hoạt động rất là hoàn hảo. Và chiếc thứ ba là chiếc Panasonic cao tần áp suất, sản xuất năm 2017, áp suất điện tử. Nhưng chiếc này là áp suất điện tử. Hai chiếc này là đang trong chế độ nấu. Hơi bốc lên cuồn cuộn luôn. Hơi bốc lên cuồn cuộn, tròn kín 100%. Đang chế độ nấu còn 18 phút nữa. Còn chiếc bên này là còn 8 phút nữa. Và chiếc bên này là chiếc Panasonic sản xuất 2017. Đang chế độ nấu, bắt đầu là van áp suất bắt đầu hoạt động. Van áp suất bắt đầu hoạt động. Chiếc này, cả ba chiếc này giòn kín 100%. Tất cả những nồi cao tần áp suất 2B và áp suất điện tử này chỉ có giá trị khi nó kín hơi thôi. Còn khi đã xì nó mất giá trị. Cả ba chiếc này kín hơi 100% luôn. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Hôm nay thì em test nước 3 chiếc nồi cơm Panasonic, dung tích 1 lít, điện 100V để cho bác khách ở trên Hà Nội để bác ấy xem, để bác ấy đặt hàng. Bác ấy ưng mẫu nào, ưng chiếc nào là bác đặt hàng. Em cắm điện này, test nước. Đây là chiếc 2017. chiếc áp suất điện tử, hơi bắt đầu và áp suất bắt đầu là xả hơi. Chiếc 2014 màu đỏ hơn, hơi cực kỳ kín luôn. Và bên cạnh là chiếc 2013 màu trắng. Chiếc 2017 bắt đầu bây giờ còn 15 phút nữa là chương trình nấu kết thúc. Van áp suất bắt đầu xả hơi. Cả ba chiếc hơi xả cuồn luôn. Van hoạt động cực kỳ kín. Giòn cực kỳ kín, kín 100%. Hơi bốc lên cuồn ở trên nắp hơi. Cả ba chiếc giòn cực kỳ kín. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Ba chiếc hơi giòn cực kỳ kín, hơi xả trên nắp vùng cuồn. Chiếc này đây là chiếc 2017. Hàng này em vừa mới nhập về ngày hôm qua. Áp suất điện tử. Giòn rất kín luôn. Chiếc Pana 2014 còn 8 phút nữa. Và chiếc Pana màu trắng còn 12 phút nữa. 12 phút nữa. Một chiếc Pana màu đỏ này và đỏ đen này và một chiếc Pana màu trắng này là hai chiếc cao tần áp suất 2 bi. Cốc bùa. màn hình nét, một chiếc sản xuất năm 2014 và một chiếc sản xuất năm 2013. Hình thức rất là đẹp, vuông thành sát cạnh, không cấn móp, không bể vỡ, giòn kín 100%. Áp suất hơi lên cuộn. Cả 3 chiếc hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Chiếc trên cửa, chiếc màu nâu này là một chiếc sản xuất năm 2017, áp suất điện tử, 14 phút nữa. Các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Các bạn phải xem kênh nhớ cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Và 3 chiếc nồi thuộc dòng Panasonic, 2 chiếc cao tần áp suất 2 bi và một chiếc áp suất điện tử. Chiếc áp suất điện tử này sản xuất năm 2017. Chiếc áp suất điện tử này sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít, điện 100V, có giá là 2 triệu. Và chiếc Panasonic cao tần áp suất 2 bi sản xuất năm 2014, màn hình nét, chiếc này có giá là 2,8 triệu. Và chiếc màu trắng cao tần áp suất 2 bi cốc bùa sản xuất năm 2013, chiếc này là 2,5 triệu. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em bảo hành cho các bác 3 tháng với sản phẩm. Đây là em test nước trực tiếp để cho các bác xem. Chiếc nồi hoạt động rất là hoàn hảo, giòn cực kỳ kín, hàng chất lượng cao. Khi các bác mua hàng về sử dụng rất là yên tâm. Khói bốc lên cuồn cuộn trên nắp hơi. Chiếc Pana màu trắng này còn 8 phút. Và chiếc Pana màu đỏ đó còn 8 phút. Và chiếc Pana áp suất điện tử này là còn 10 phút là kết thúc hành trình nấu, chu trình nấu. Cực kỳ kín luôn. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Các bác mua sản phẩm về dùng yên tâm. Vì 3 sản phẩm này là 3 sản phẩm hàng chất lượng cao. Mọi chức năng hoạt động rất là tốt, hình thức rất là đẹp. mà hai chiếc, cả ba chiếc này đều thuộc dòng VIP của hãng Panasonic. Nấu cơm rất là ngon, nấu cơm dẻo, nấu cơm dài, nấu cơm mềm rất là ngon, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, nấu gạo nứt, hầm xương, nấu cháo đều được hết, cực kỳ chất lượng. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.